Nhà đấy chưa? Nhà có sủi chưa? Đâu rồi? Sủi đó để đã là cháu bị lâu chưa anh nhỉ? Là cứ thỉnh thoảng bị thế à? Làm cho chân tay buồn bã xong đau đúng không? Có nghĩa là cô quắp hết vào đấy. Thế là trong tình trạng đang bị hành rồi. Giờ bình thường chốc lại không bình thường. Đấy. Như kiểu người giả vờ. Mình không biết cái gì nữa. Đấy. Cái lòng ấy xong sạc quê rồi ạ. Thế là bao nhiêu tuổi nhỉ? Con nhà anh ấy 2004, thế năm nay là 20 tuổi, 2K4 à? Đây là bị căn số chứ không phải là tà. Mà đây là căn số đang bị hành rồi. Đấy, cháu đang bị hành mất rồi, còn đâu nữa mà rộn. Mà có nghĩa là như kiểu người giả vờ, giờ thế này chốc thế khác. Đấy, thế là bị hành. Rồi, bị hành là nói linh tinh, nói không đúng, không thật. Giờ thế này chốc thế khác là nói rồi tỷ. Giờ thế này chốc thế khác. Có nghĩa là cái tâm trí của người ta đang bị rối loạn, đang trong tình trạng là bị đầy. Thế đâm ra nó mới khó. Thế cái tâm trạng cô này đang bị hành mà. Có nghĩa cái hành này thì nó rất là khó. Giờ bình thường nhưng có khi thí lại mua máy quay cuồng lên. Không giờ bình thường thí lại loạn hết cả lên, kêu khóc. Đấy là cái cô này là trong tình trạng bị như thế rồi, chứ không phải là không bị. Đấy là gọi là bị hành đấy. Đấy, mắt mũi đi thầy. Cháu tên là gì đây? Vũ Ngọc Mai à? Là quê quán ở nơi đâu? Đông Mỹ à? Rồi, ở Đông Mỹ Thái Bình. Mà cứ để thế này là cháu càng ngày càng bị nặng đấy. Chứ không phải là không đâu. Rất là khó chữa, không phải là dễ chữa. Thì bây giờ đang trong tình trạng này, đang trong tình trạng bị hành này. Có nghĩa là mình không biết cái gì. Đấy, lúc mình tỉnh táo thì mình lại u mơ. Đấy, xong rồi bây giờ bị như thế này rồi là nó sẽ bị nhiều. Có khi là bình thường ngày độ 7-8 lần, nhưng mà dần dần nó là 10 lần. Đấy, dần dần nó hơn 10 lần. Chứ không phải là bị 1-2 lần. Đấy, xong đầu óc nó không biết cái gì nữa. Nó không phải là người bình thường. Xong rồi nó còn bỏ nhà, bỏ cửa đi cơ. Chứ không phải nó ở nhà với mình đâu mà rộn. Bỏ công ăn việc làm, bỏ mọi thứ, đi lang thang. Đấy gọi người ta nói là gọi đi đáo bơ. Thế mà bé này đang chuẩn bị. Có nghĩa là trong tình trạng bị như thế đấy. Chứ không phải là không bị. Thế nên là em bé lại bị như thế rồi. Là sợ phải đi đáo bơ. Lấy cho cô một cút, à cho cô một cái cút rượu nhỏ nhỏ đấy. Đấy, thầy cô xin cho cô ghen. Lấy cái cút.
chứ không, đây không phải là ma đâu, không phải ma tà, mà đây là bị hành. Đấy, nó sát căn ông quan tuần, nhìn mặt mũi đây, lúc nó bị hành nó trông như đàn ông ấy thì mắt mũi nó đây thì đấy đây thì nó sát căn ông quan tuần đi thì nó đang sát căn ông quan tuần rồi. Hả? Có đi chứ. Nhà ơi, ngồi đằng sau đi con coi vô sữa cho con bé đi. Cứ ngồi đi đã tí nữa, ngồi đằng sau đi. Thế là tự nhiên em bị đúng không? Nhưng mà lúc bị là em có nói em bị như thế nào không? Có nghĩa là có nói tà tùng gì không hay là ma nhập không? Là lúc đầu tiên là bảo cái tà nhập gì. Nhưng em bé lại không phải là tà. Tà nó phải khác chứ. Rồi làm gì có hai tà nhập được. Đấy là người ta bị hành. Hành là người ta nói lên thiên. Còn đây không phải là tà. Ừ đấy là như em bé nói là như thế. Nhưng mà đây không phải là vong nhập, mà đây là em bé đang trong tình trạng bị hành. Có nghĩa là người ta sinh ra con người, mỗi người có một cái căn cái số, mỗi người một cái căn quả. Thì em bé này lại sát căn ông quan tuần. Thế đâm ra em bé này đến thời điểm này là em bé bị. Có nghĩa là đúng tiệc của tháng 5. Con này sát căn ông quan tuần, chứ không phải là bị tà. Đấy, tà đến đây là cô phải biết. Ví dụ tà nó vào người nó là nó thường thường nó phải ngồi xổm này. Đấy, và nó phải ngồi ở chỗ tối. Làm sao mới ra mặt trời này nó ngồi được, bình thường được. Đấy là các anh vì hiểu riêng tà là nó như thế, nó kinh kinh người. Có nghĩa là mình có tà là thường thường là người ta phải bị đấy, là người ta phải ẩn lấp, lấp. Đấy, nhưng cô bé này đây là căn số sắt căn ông tuần rồi. Dạ. Đây là nó sắt căn ông tuần ấy thì ngồi như một, một người đàn ông ấy thì. Đấy chứ không phải là không phải là nó bị tà ma gì. Nếu mà gia đình mà bổ đi tà là con bé này là không phải đâu. Đây nó sắt căn như này, mặt mũi nó đây thì. Ngồi hiên ngang cái này thì làm sao phải tà được. Đấy là lúc người ta bị hành người ta nói liên thiên. Có nghĩa là tự mình cứ nói liên thiên ra. Đấy, à không biết là phải cho đi bệnh viện cầu cao. Thế em bé này là gia đình không được cho đi bệnh viện cầu cao. Nếu mà cho đi bệnh viện cầu cao thì em bé là không chữa được đâu. Đến bệnh viện là người ta sẽ tiêm thuốc. Tiêm thuốc cái thuốc ấy làm cho cái lão này nó bị chết đi. Đấy. Thế nên em bé này mà cho đi bệnh viện thần kinh là em bé này là không bao giờ có cơ hội chữa được nữa. Đấy, thế nên là em bé này là trong tình trạng bị hành. Mà đây là sát căn ông tuần rồi chứ không có thể sai được rồi. Mắt mũi mặt người đây đây. Đấy. Vì cái căn số này anh Vi hiểu rằng là có người người ta phải khai đàn phải mở phủ, có người người ta phải tiễn căn trình đồng, sinh về bốn phủ, có người người ta phải trả mã bốn phủ. Đấy, có người phải lập đền lập phủ, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Đấy, đang gật như này, phải lập đền lập phủ cho nó, lập đền lập phủ để thờ đây này, chứ không phải chuyện đơn giản. Đây là bị rồi, chứ không phải là tà. Thế nên là tiệc quan tuần là tháng 5 này nó bị là phải rồi vì nó sắt căn ông tuần. Mà con này là báo mộng là cách đây phải 3 tháng rồi chứ không phải là bây giờ. Đấy, con riêng con này cách báo mộng 3 tháng rồi chuẩn không? Đấy, con này là báo mộng 3 tháng bị rồi chứ không bây giờ mới bị đâu. Đây này, nó ứng lên đây này. Báo mộng 3 tháng rồi. Rồi, báo mộng 3 tháng rồi chứ không phải là bây giờ mới báo mộng đâu. Nó báo mộng từ tháng 3 rồi. Chuẩn không? Đấy. Báo mộng bị như này. Là các ngài ứng lên bị là con này bị hành từ 3 tháng này rồi. Chứ không phải tháng này mới bị đâu nhá. Tháng này là hiện tượng này bị nặng. Đấy. Chứ con bé này báo mộng 3 tháng này rồi. Là bị hành 3 tháng rồi. Chưa bị. Nên là bố mẹ ở xa bố mẹ không biết được đến các con.
Nên con biến là báo mộng 3 tháng rồi. Thầy ơi, lúc nào ấy rượu thì đi đây nhá. Rồi, tí nữa cô xin cho. Thế nên là gia đình là phải thật cẩn thận vào. Vì trong tình trạng này là gia đình phải phải quan tâm đến em hơn. Có nghĩa là mình phải động viên. Xong rồi đến lúc bị thế này thì là mình phải xin. Đấy, xin làm sao con lại chín phương trời, con lại mời chư Phật mười phương. Ngày hôm nay là ngày nào, tháng nào, năm nào, tên tuổi của cháu là gì. Đấy, ngày hôm nay cháu có căn có số. Đấy, xin cha mẹ thương cho cháu căn số được nhẹ nhàng, bản mệnh được bình an. Đấy, xin ông quan lớn tuần, ông cởi trói, ông lối gông cho. Để ông cho lộc, cho tài, cho ngân, cho xiến, ông cho được thật tâm, thật tính, được ngoan, được ngoãn, được ăn tại nghiệp, được tu tại gia. Đấy, con quay đi bố ơi, hiểu cho. Gặt rồi. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ tỉnh táo chưa? Thôi bây giờ con nghe cô nói này. Bây giờ con tư tưởng phải thoải mái. Đừng nghĩ ngợi gì mình bị nữa. Có nghĩa lúc nào mình là người bình thường đi. Thế bây giờ cứ nghĩ bị thì làm sao mà được. Bây giờ con nhé, bây giờ con phải nghĩ con là người bình thường. Nghe gì chưa? Tư tưởng thoải mái. Đấy, thì mới được. Không nói không được. Đấy, con người ta căn số người ta mới biết được. Ai bị đi chứ. Có nghĩa là con hiểu rằng. Chẩn quá chứ nhỉ. Càng hot. Mai lại đầy khách đến làm móng tay đẹp. Cả nhà ơi, bạn này là bạn có căn số cả nhà nhá. Đấy, gia đình rất là thương vì bạn đang trong tình trạng bị cơ hành. Nay là gọi là nhân duyên kỳ ngộ. Đấy, gia đình ở mãi Thái Bình. Đấy, mà tìm tận đến Hà Nội để gặp gia chủ ở đây. Gọi là nhân duyên ngày hôm nay như vậy là ngày cháu có làm lễ cho khách. Thế nên là gia đình muốn xin để cho bé được bình an. Bé là trong tình trạng là có căn số sát căn ông quan tuần. Chứ không phải là bé bị điên nhá. Hay là bé bình thường là bé rất là tỉnh táo và xinh lắm cái này chứ không phải chuyện bình thường. Đấy, rất là duyên, mọi người nhìn thấy chưa? Bây giờ bình thường là đẹp chưa?
Vừa giờ là đúng đấy, anh nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ rất là xinh, mọi người nhìn thấy chưa? Xinh lắm nhưng không phải chuyện bình thường. Phải rồi, này là xinh lắm. Quay trực tiếp nhá. Thế à? Con bê rồi. Thôi, trên gia tiên này con sắp gà hay sắp ra giò cô? Giò, có gà thì phải dâng gà, không có giò gà thì dâng giò. Gà thì để lễ ta, lễ thánh gì đây? Có một con gà đòi lễ mấy chó thì làm sao mà được? Ngọc ơi, đi ra lấy cái con giò đi em. Xinh như này, mặt phúc hậu thế này, mới có 20 tuổi đi cả nhà này. Không ai nghĩ là bị căn số đi này, không ai nghĩ là bị hành tự nhiên đi này. Sớm bị là 3 tháng rồi nhưng mà bị nặng từ tháng này rồi. Đấy, xinh không cả nhà nhìn thấy chưa? Đẹp gái nhất làng đấy. Họ đang khen xinh như này. Họ đang một câu bé xinh đấy. Cả nhà ơi, hôm nay nhà cháu làm lễ cả nhà nhá.